chào các bạn. Hôm nay các bạn mình đi hái rau dền. Vô duyên dễ sợ con chó rồi các bạn. Vô duyên không? Mình đang rơi phim nó đi ngang luôn à. Mình đi hái rau dền nè các bạn. Rau dền cơm á các bạn, nó mọc đầy ở trong đám bắp của mình luôn. Là tại vì lúc trước á các bạn, mình để ở đây một cây rau dền nó bay hạt khắp nơi luôn. Thì mình đang nhổ rau dền nè các bạn. Mình đang nhổ rau dền để rồi lắc rảnh mình ngồi mình lặt. Thì các bạn biết không, mình thấy một cây rau má. Đây nè các bạn nè. Đó, cây rau má của mình nè các bạn. Nếu mà nói đúng ra là cây rau má này, năm mùa này là mùa thứ ba đó các bạn. Mùa thứ nhất mình trồng ở đây nè, xong rồi gà nó ra nó bơi hết của mình luôn. Mình có video mình chia sẻ đó các bạn. Mình đi làm về á, ôi ra con gà nó bơi nát ăn cái đám rau má của mình luôn. Đó, thành thử ra là mình bỏ, mình không trồng ở đây nữa. Cái mình đem vô trong kia mình trồng, mình giữ giống các bạn. Thì mùa vừa rồi á, ở đây mình cũng bứng lên được 3 cây. Rồi mùa này nó cũng mọc lại nữa nè các bạn nè. À, không biết là từ hộp hay từ gì không biết mà mùa đông tuyết phủ đồ này kia vậy đó mà nó mọc lên cưng quá các bạn ha. Thì mình chia sẻ cho các bạn biết vậy đó, rau má của mình mọc lên. Bây giờ ha, mình vô trong kia, mình hái rau dền xong á, thì mình sẽ vô trong kia để mình bứng rau má. Mình bứng rau má, mình ở đây á các bạn, mình ăn uống theo thầy lắm các bạn. Mình trồng rau mình ăn à. Dạ, cho nên nó rau dền này á các bạn, mình cứ nhổ cây lớn mình ăn luôn. Mình không dám, mình không dám ngắt luôn á các bạn, tin không? Mình không dám ngắt ngọn luôn á. Tại vì cái tay của mình sao á, mình ngắt một ngọn nó đi ra 4 ngọn luôn. Cho nên nó rất là nhiều, mình ăn không kịp, nó già. Đó, cho nên đó, mình nhổ lên mình ăn luôn á các bạn. Rồi cái cây nhỏ lên nữa, nó lên hoài rồi các bạn. Mình cứ cần để một cây thôi là mình có, mình ăn suốt vậy đó các bạn. Bắp của mình hôm nay được 1 tháng rồi nè các bạn, từ ngày trồng đến nay được 1 tháng rồi nè các bạn nè. À, thì nó cao được như vậy rồi nè các bạn. Các bạn thấy thích không? À, đám bắp của mình nè các bạn. À, anh xã mình trồng với mình đó các bạn. Bất cười lắm, mình xuống dạy ảnh, mình nói anh ơi lấy dây văng để trồng bắp. Ảnh tưởng thiệt các bạn, ảnh lấy dây ra ảnh văng luôn á các bạn. Cái mình cười quá trời luôn á, mình nói không có anh ơi, chỉ cần em để cái chậu bắp ở đâu anh trồng ở đó giùm em là được rồi. Nó lên được vậy rồi nè các bạn. Còn mình dặm thêm á các bạn, thì hôm nay nó chưa có được lớn đâu, nó mới được dày thôi các bạn. Bắp mà mình dặm lên á, tức là mình bỏ hộp xuống nó mọc cũng chậm, tại vì lạnh á các bạn, nó mọc chậm cho nên nay mới được dày thôi nè. Nhưng mà từ đây thì chắc là mình nghĩ nó sẽ nhanh, 1 tháng sau thì nó sẽ bằng cái bắp này, tại vì hồi lúc mình trồng xuống cây bắp của mình cũng bằng dày rồi. 1 tháng sau nó được dày đó các bạn, thấy không? Cuộc sống của mình đơn giản vậy đó các bạn. Mình chia sẻ cuộc sống của mình hàng ngày cho các bạn coi là vậy đó. Mình làm gì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết. Rồi mình thấy cái gì nó mọc lại hay cái gì nó chết, mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết luôn. Đó, anh chữ này đi vòng vòng ra quá phá lắm nè các bạn nè. Đó, đi dấu chân của nó là đè bắp gãy luôn á các bạn, nó nặng lắm. Ở đây mình trồng mấy cây bí siêu đọt. Để mình giờ cho các bạn coi mấy cây bí siêu đọt của mình nha. Để mình để chậu rau ra. Đây. Nó đi. Đó, bí siêu đọt của mình nè các bạn. Mình mua hạt mình trồng á mà. 1, 2, 3, 4, 5 cây. À, 5 cây. 5 cây đây nè. Siêu đọt mà không biết sao siêu đọt ta. Để coi cái nó là siêu đọt là tại sao. Ồ, nó ra đọt hả ta? Nó đọt nhiều. Đây một, đây hai đọt luôn nè. À, biết siêu đọt. Để mình trồng thử coi rồi mình rút kinh nghiệm mình chia sẻ, chứ bây giờ năm đầu tiên mình trồng các bạn, mình cũng chưa biết nữa. Nó siêu đọt, kêu là siêu đọt mà là tại sao kêu là siêu đọt? Chắc ra đọt nhiều, mình phải ngắt đọt nó mới ra đọt nhiều, mà chắc nó không có trái thôi các bạn hả? Tại siêu đọt sao có trái không? Để mình để cho nó dài dài một chút đi. Mình cũng không có tưới nó nữa nè, nó khô quá. Ở đây nó ở ngoài cái ranh á, cho nên này lúc nó tưới nó không có đủ nước á các bạn, nó không có được mạnh ha. Mình trồng được 5 cây á các bạn. Mình trồng thử coi. Để nó có giống không mình chia sẻ. Lúc đó mình thu hoạch rồi mình chia sẻ. Quá chừng rau dền luôn các bạn ha. Mình sẽ làm cỏ bắp. Mình dùng chân bắp lên các bạn.
Tại vì bắp nó cao quá các bạn, gió nó sẽ làm ngã cái bắp. Cho nên là mình phải dung chân lên, gọi là làm cỏ bắp đó các bạn. Mà hồi nhỏ nhà mình, má mình kêu mấy chị mình đi làm cỏ bắp mà mình không có được đi theo. Cho nên mình không biết làm sao gọi là làm cỏ bắp. Mình nghĩ là chắc dung cái chân lên cho bắp nó đừng có bị ngã là kêu là làm cỏ bắp thôi các bạn ha. Mình thấy mình trồng sâu á các bạn, rồi mình tưới á, bây giờ cái bắp của mình á, cái hố của nó cũng đầy rồi nè đó. Nhưng mà năm ngoái mình trồng á thì mình thấy rằng là bắp nó mọc rễ từ thân luôn, cho nên mình đắp lên thì rễ nó sẽ mọc lên, nó mạnh ha các bạn ha. Đó là cái lý do là phải làm cỏ bắp á các bạn ha. Thì mình rút kinh nghiệm thôi. Năm ngoái là mình trồng cái bắp nó cao lắm mà nó mọc rễ mạnh lắm các bạn. Tại vì mình trồng ít á, mình tưới nhiều á, nó mọc rễ trên này nè. Mọc rễ nhìn kỳ luôn vậy đó. Thì mình đắp đất lên nó mọc lên nữa các bạn. Chính vì vậy cho nên nó hút được nhiều chất bổ thôi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nhổ bớt cỏ dền đi. Tại vì mình làm cỏ thì sẽ mất cái cây rau dền này của mình uổng lắm. Cho nên giờ mình nhổ xong rồi cái mình sẽ... kêu bằng làm gì, cái động tác là làm gì ta? À, mình sẽ sơ cào đất vô, tấp vô gốc các bạn, rồi mình tưới á, thì cái bắp nó sẽ ăn được thêm cái chất dinh dưỡng, nó mọc rễ ra rồi nó hút chất dinh dưỡng lên ha các bạn ha, cho nên nó khỏe cây hơn. Năm ngoái mình trồng mình thấy bắp mình cây mình nó khỏe lắm, nó cao lắm luôn á các bạn. Mà mấy cây rau dền này không nhổ thì tiếc quá, tại vì nó ngon quá chừng ngon luôn á các bạn ơi. Mình nó mọc xen kẽ trong bắp vậy nè, nó tốt ơi là tốt luôn á. Mà lát mình làm cỏ cái là mình bỏ mất uổng ha các bạn ha. Công nhận không ngờ mình có rau dền cơm mình ăn đã thiệt luôn á các bạn. Các bạn biết không, mưa không phải mưa, mình tưới bắp nó lúng phúng lên ha, mình đạp biết bao nhiêu rồi đó. Đây mình đi tới đi lui á các bạn nè. Mình ngắt một cái ngọn nè các bạn coi nè, mình ngắt một cái ngọn ở đây nè. Đây ha, nó mọc cho mình ba ngọn mới nè các bạn thấy không? Bây giờ mình phải nhổ luôn nè, đó. Đó mình ngắt một ngọn chính giữa rồi nè, đó. Là nó ra ba ngọn mới. Không biết sao tay của mình đi. Nó vậy á cho nên bây giờ mình phải nhổ mình ăn luôn, mình không dám ngắt nữa đó các bạn. Mình ngắt nó ra nhiều quá. Nhiều quá mình ăn không có kịp. Mình ngắt luôn á các bạn. Uổng ha các bạn ha. Mà tía tô nữa, năm ngoái mình trồng á hả, để nó hạt nó rụng, bây giờ tía tô Nhật mọc trong này quá chừng luôn rồi các bạn nè. Tía tô Nhật này là do đứa em nó làm ở nhà hàng Nhật á, nó vô nhà mình nó chơi, nó thấy nó nói chị ơi chỗ tía tô này ở trên nhà hàng em, người ta để trên cái dĩa cá sống á cho người ta ăn á các bạn. Nó không có, nó một mặt tím một mặt trắng mà cái lá nó dúng dúng đẹp lắm. Mình có một cây mà nó giống nó còn mãi đến giờ luôn á, nó rụng hộp nó mọc lên đó các bạn. Có mình có lấy hạt rồi mình để đâu á chứ mình không nhớ nữa. Ừ, nhà mình có hạt giống mà mình để đâu mình không có nhớ nè các bạn coi nè, mê lắm đó. Nhổ bớt đi các bạn ơi, rồi cây con nó mọc lên, cây nào mình làm cỏ đi, cây nào còn sống mình sống, cây nào chết chết, chứ giờ nhiều quá mình không dám ngắt ngọn luôn á. Ngắt ngọn nó đẻ ra ba ngọn khác mình ăn đâu có kịp. Trong này nguyên đám nhỏ xíu luôn à đó. Rồi hồi đó mình định ngoài đây mình trồng rau cái không ổn, lý do là mình không có thời gian tưới á các bạn, nó chết. Mình thử ra đi đây nè, hẹ mình trồng hồi đó giờ nó cũng còn nữa nè. Hồi đó mình trồng ở đây là kiệu hẹ đó. Rồi cái mình bứng kiệu vô trong kia mình trồng hết rồi. Tại gà nó phá mình đó các bạn. Thế mình vô trong kia. Ủa thồ cây rau dền đây vậy mà anh chữ ly vài này đi nó đạp. Đi vô. Ê nó phá mình đó các bạn nè. Cái cây rau của mình vậy mà nó đạp nè. Nó theo mình vô đây nó phá mình vậy đó. À, lát mình làm cỏ xong rồi mình quay cho các bạn coi ha. Thì nói chung làm cỏ thì mình chỉ cào đất mình tấp vô trong cái gốc thôi các bạn. Rồi cây rau dền nào mà nó chết thì nó làm phân cho đất cho cây rau bắp nó ăn vậy đó các bạn. Quá chừng luôn các bạn ơi, nhổ có chút xíu thôi đó, ngồi nói chuyện với các bạn có chút xíu mà được một nắm rau dền nè, mê không các bạn nè.
Thì cho có củ tỏi nữa hả? Có củ tỏi nữa nè. Có lý hết ta. Hai mình trồng tỏi vô đây luôn á. Mình thu hoạch tỏi rồi. Bây giờ tỏi mà nó già cái mình trồng vô đây nữa đi ha. Đó, một ga một thao rau nè các bạn nè. Ăn sao hết các bạn thấy không? Nhiều lắm luôn á. Mà bây giờ mình phải nhổ hết luôn chứ không hả là nó uổng lắm các bạn. Mình làm cỏ đó, nó mất uổng ha các bạn ha. Rau non lắm luôn á. Bắp này mình tưới 2 ngày 1 lần. À, tại vì anh xã mình gắn cho mình cái vòi phun á. Mình gắn cái vòi nước vô rồi mình nấu cơm là ở đây nó phun ướt cái cây cỏ, cái bắp mình nè. À. Cho nên cái bắp mình nó cũng mau lớn. Rồi cái mấy cây dền cơm này nó hưởng sái luôn các bạn. Đây nè, các bạn coi nguyên một gừng luôn nè. Đó, mình nhổ cây, mình ăn mình nhổ một đống này nè các bạn thấy không? Không dám ngắt ngọn vui dễ sợ luôn vậy đó. Mình mà ngắt là nó ra còn nhiều hơn nữa. Thôi mình khỏi ngắt đi. Hồi ở Việt Nam mình khoái dền cơm lắm các bạn. Tại vì nó ngọt á các bạn. Mà bây giờ mình mới hiểu là tại sao nó ngọt rồi. Tại vì người ta cũng giống như mình vậy đó. Người làm vườn á đâu có thời gian để mà ngắt đâu. Cho nên họ nhổ. Nhổ nhổ xong rồi cái họ cắt một cái rẹt. Cái họ đem họ bán cho mình á các bạn. Rồi về mình ngồi mình lặt á. Cho nên nó non ha các bạn ha. Họ cắt vậy nè. Họ lấy cái kéo họ cắt cái gốc bỏ lại là họ bán cho mình á các bạn. Ở đây thì nhà mình xa quá. Nhà mình xa với lại cộng đồng người Việt lắm. Mình ở trong khu này có một mình nè. À, cho nên là không có bán được cho ai hết. Chứ nếu mà ở thành phố thì bán ngon ha các bạn ha. Rau này rau sạch mà. Nhiều người biết ăn á, thích lắm. Nhưng mà nhà mình xa lắm. Đi vô đây mua không có công. Mà bây giờ các bạn biết không, làm gì vậy? Mình tính toán cái giờ lao động của mình là bao nhiêu tiền, mà mình ngồi mình nhổ rau như vậy rồi mình bán đâu được nhiêu đâu. Cho nên mình thường cho không mà mình không có bán. Ai có duyên thì mình cho vậy đó. Dạng như là bạn, trời ơi con cái bắp này nó gãy mất tiêu rồi. Con chó nó đi tới đi lui chắc gãy rồi, thôi kệ nó đi. Nhiều lắm, mình trồng tới mấy trăm cây bắp lần mà. Lúc đầu mình với anh xã mình trồng là gần 100 cây, 130 mấy cây. Sau rồi cái mình dặm thêm coi 60 lỗ, 6 3 18, thêm 180 cây nữa. Nên là lứa này lên thì lứa kia nó lên nữa, không sao đâu, kệ nó đi. 1-2 cây gãy cũng phải chịu chứ các bạn, nhà vườn mà. Nè, tí tô mình nó mọc nè các bạn nè. Tí tô Nhật đó, quá chừng luôn ha. Thôi để cho nó già nó bay hột nữa đi, kệ lát làm cỏ, mà trúng nó thì trúng, không trúng thì kệ nó đi. Nè, cái cây hình cơm của mình này các bạn coi nè, mình ngắt cái ngọn ha, nó mọc ra biết bao nhiêu ngọn các bạn coi nè. 1 nè 2 nè 3 nè, nói chung là nè, mình nhổ lên cho các bạn coi. Ý dạ. Đó, mình ngắt một cái ngọn mà nó ra không biết bao nhiêu ngọn luôn, các bạn thấy không? Cho nên mình không dám ngắt luôn, mà mình phải nhổ đó các bạn. Đó, mình phải nhổ mình ăn gì nè các bạn thấy không? Ngắt một ngọn mà nó ra quá chừng luôn nè. Ngắt một cái là nó ra khủng luôn á, không biết sao nữa. Cái tay của mình kỳ vậy đó. Tao dền cơm ngắt một khoát rồi nó ra thôi, quá chừng luôn. mình nhổ một đường, mình quay một đường mới ghê chứ. Ngon lắm các bạn ơi, mê lắm. Thật sự là mình không dám khoe luôn á các bạn. Mà thấy cái rau này các bạn thèm luôn á các bạn. Hồi đầu tiên á, năm đầu tiên mình trồng á, mình không có giống đâu các bạn. Mình phải tới nhà một người em, mình xin về mình trồng. Rồi mình để hạt cho nó bay. Nó bay rồi xong rồi thì mình cũng dời chỗ hoài ấy chứ. Mình dời 2-3 lần rồi đó. Từ năm nào nó, tức là mỗi năm mình trồng một nơi nó bay hạt vậy đó. Rồi mình không trồng nữa thì mình không tưới các bạn. Không tưới thì nó không có lớn các bạn. Nó bị già liền hả. Nó lên là nó bị già liền. Cho nên nó muốn ăn phải tưới. Rau dền cơm này muốn ăn phải tưới các bạn.
tưới nó lên nhanh lắm mà nó mềm. Còn nếu mà bạn không tưới á, nó không có lên đâu, nó già. Rồi cái mình thấy mình nhổ đi thì nó không có kịp lên bông á các bạn, là nó mất giống luôn à. Chứ thôi cũng không phải dễ ha các bạn ha. Nói chung là rau dền cơm là phải trồng. Nhưng mà vì nhà vườn á, ở Việt Nam nếu mà bạn nào biết á, mấy người làm công cho những người làm vườn á, họ xin cái này về họ ăn không hết rồi đem bán á. Cho nên mình ăn được cái đó nó ngon lắm các bạn. Đó, còn quá chừng luôn. Đây được nắm nè các bạn nè. Cái rau sam hả? Ồ, cái rau sam quỷ này nó mọc ghê lắm các bạn ơi. Mình bữa hổm mình nhổ trong luống hành của mình quá chừng luôn. Ăn kêu bằng là ăn cái ngon nhất luôn á. Ủa, qua bên này đi. Quá chừng nhiều luôn. Mình qua bên đám bên này đi, mình nhổ cho nó xong đi. Nhà mình có hột rau dền đỏ nhưng mà mình lại thích ăn rau dền cơm hơn, mình không có trồng rau dền đỏ. Rễ có cây gì đây? Mình rất vui khi mình được qua Mỹ mà mình sống cuộc sống dân dã vậy nè các bạn. Không phải bon chen với cuộc sống xã hội mấy. Mình trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt vậy đó. Rồi mình sống cá bên này cũng rẻ lắm các bạn. Đôi khi mình thấy rẻ ghê à. Cá đồ sóc á, đồ sóc con bự á các bạn. $3 một con. Tính cũng rẻ chứ các bạn ha, mà người ta làm sạch sẽ luôn rồi. Con cá tư lắm, sạch sẽ lắm, ở chợ Smart bán á. Còn mấy con cá mà bẹ đồ đó các bạn, người ta cho phi luôn á các bạn ơi. Đi câu được nhiêu ăn luôn à, đã lắm, tươi trong vậy đó. Rồi mình ăn không hết á, mình để đông đá. Khi nào mùa không có cá mình lấy ra mình ăn. Ham lắm các bạn. Cuộc sống nó đơn giản ha. Nếu mà mình đơn giản như vậy thì mình thấy rất đơn giản. Mình học được cách làm cá khô từ con cá bẹ đầy xương nó rồi đó các bạn. Nhưng mà chắc mình không có điều kiện để chia sẻ cho các bạn rồi. Tại vì hiện giờ nhà mình mới có 3 con trong tủ lạnh thôi. Muốn làm cá đó là các bạn biết không, tháng 3 là bắt đầu người ta làm rồi. Tại vì tháng 3 lạnh nhưng mà cái nắng này nè các bạn, nó không có ruồi. Bây giờ ruồi nhiều lắm. Nhưng mà tháng 3 các bạn trời lạnh á, cái mình lấy cá đó ra, mình làm sạch đi rồi xong cái mình rút xương nó ra, rồi cái mình lấy cái thịt nó mình ép lại thành hình con cá, xong mình ướp gia vị cái mình phơi các bạn biết không. Tháng 3 trời lạnh không có ruồi chưa sinh sôi nảy nở đâu. Bây tháng này rồi ruồi nhiều rồi, mình không làm cá được. Rồi các bạn phơi rồi các bạn ăn ngon lắm các bạn, tại vì cái thịt cá con cá đó nó nhiều xương nhưng mà mình rút xương ra rồi thì mình ăn ngon lắm các bạn. Thì mình học được rồi nhưng mà mình chưa có thời gian để mình chia sẻ. Có rau dền thì thấy cũng không có cỏ dại mấy các bạn ha. Rau dền làm như nó cũng lấn ra mấy cỏ kia sao á. Để ngoài đây một ít cây để cho nó có bông, sang năm nó mọc lại. Nhiều lắm, còn nhiều cây con lắm. Cho nên cứ nhổ đi. Để nó ra cao một chút, cái này già các bạn ơi. Không phải già đâu mà. Thật thiệt già thiệt, cái này cũng mau già. Đời sống nó ngắn ngủi á các bạn.
mấy cái cây mà mọc một mình thì nó bự hơn, mấy cây nó mọc một đám như đây là cũng nhiều lắm rồi các bạn ha, mình ăn chắc mấy ngày luôn á. Cứ như là Minh sống là mấy tháng mình không đi chợ đó các bạn, tại vì rau nhà Minh nhiều quá, mình ăn không có hết. Bây giờ các bạn đi coi nè, rau cải nhà Minh nè, cà pháo của Minh lên được nhiêu đây rồi nè các bạn, có bông rồi nè. Ôi da, cà pháo của Minh có bông rồi nè các bạn, bắt đầu chớm bông rồi nè. Đây nè các bạn, chớm bông rồi nè. Húng cây của Minh trời dền mọc trong húng cây luôn nè, nhổ đi các bạn ơi, không có để. Húng cây của Minh bắt ra nó mọc rễ xuống đây luôn hết ta, nên là một lát phải chiết nó ra chậu mới được. Đó, cà pháo nó mình trồng trong chậu để mình dễ làm cỏ, với lại mình cũng ít tưới nữa nên nó cũng đỡ lắm luôn á. Húng cây của mình nè, mình ngắt ngọn nó ra ngọn quá chừng luôn. Đây cái này chưa ngắt ngọn nè, mình mà ngắt là ra nhiều lắm. Năm nay mình không có trồng, năm nay mình không có trồng rau răm nhiều. Mỗi năm mình trồng nhiều quá mình không có ăn hết đó các bạn. Năm nay mình không trồng nhiều nữa. Đây cà pháo đang ra bông này các bạn ơi, cưng không nè, cà pháo của mình đang ra bông nè. Đẹp quá các bạn ha, bông màu tím 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 hoa cà đó. Mình nhớ ngày xưa chị mình làm thợ may đó, cái mua vải đó, cái dặn đi mua vải tím hoa cà. Bây giờ mình mới biết màu tím hoa cà là như thế nào, tức là tím nó phớt 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 thôi à. Bây giờ các bạn vô trong đây hái coi bông hẹ nha. Hẹ nhà Minh lên bông rồi. Wow, cây rau dền nè. Wow, nó nằm trong này nó mọc, nhổ luôn đi để nó ăn đất của cái cà pháo. Đây, rau giáp cá của Minh nè. Các bạn biết không? Mình ăn giáp cá đó. Mình trồng được giáp cá mình ăn mất dịch lắm. Mình nhổ luôn á các bạn, mình không có trồng, mình không có không có cắt đâu, tại vì của mình nó quá nhiều á. Mình ăn không có kịp cho nên mình nhổ luôn cho nó lâu lên chứ không gì hết trời trơn á. mình nhổ không à các bạn ơi, mình ăn cá là mình nhổ á, mình trồng một luống vậy nè. Để cái mình ăn chỗ này cái mình nhổ chỗ kia vậy đó. Rồi nó lên lại các bạn biết không? Mà cái giáp cá này mình không nhổ nó lên bông. Cho nên là mình phải nhổ nó lên bông rồi, lên bông rụng xuống nữa. Thôi đi, mình không thích. Mình không thích cho nên mình ăn là mình ăn kiểu như vậy luôn á các bạn. Mê không? Các bạn thấy mê không? Đó, giáp cá ở đây nghiêng, đang nghiêng vậy đi. Trời ơi, cây lá cẩm của mình chưa cho ra đất nữa kìa. Cho ra đất mà chỗ đất này nó không tốt thì nó không phát triển lắm. Để mình nhân giống nó mới được. Mùa đông đem vô nhà, cây lá cẩm đem vô nhà vẫn sống các bạn. Cho nên là mùa đông mình sẽ đem nó vô nhà. Lạnh quá nó không chịu. Mình nhổ vậy đó các bạn thấy không? Thấy mình ăn mà mình hủy của không? Không phải đâu các bạn ơi, nhiều quá mình phải làm vậy á để cho kìm hãm sự phát triển của nó. Đây nữa này. Được cái rau của mình á là rau sạch cho nên mình để được lâu trong tủ lạnh lắm các bạn. Có bông này các bạn thấy không? Đó. Thì nói chung là Minh ăn chỗ này nó lên chỗ kia. Đây chỗ này nó mọc lên nữa rồi nè, có ăn nữa rồi nè các bạn nè. Cây tía tô của mình đẹp không? Các bạn biết cây này cây gì không? Cây này gọi là cây mã phi, cây bản thảo bông vàng á các bạn. Ở chợ farm của mình nó bán á, cây bự á là Lý Bài đi ra. Đi ra. Đó, đều vô rồi ra không được à. Đó, 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 các bạn coi nó phá nè. Đó. À,
cây bản thảo bông vàng này các bạn lên Google search đi, nó có cái nhiệm vụ, nó giống như nó có bị trị hen suyễn á các bạn. Cái này cái gì không biết nữa. Ồ, cây khoai tây nè, thôi để đây lại đi. Nhổ cây khoai tây luôn. Mình thấy nó bán 20 mấy đồng một cây, khoảng bằng cây cà pháo này nè các bạn đó. Thấy các bạn thấy bắn mắt không? Mà trong khi nhà Minh nó tự nhiên nha, năm ngoái nó mọc các bạn, năm ngoái nó mọc cái mình để cho nó già nó bay hạt. Trời ơi, bây giờ chỗ nào cũng có hết. Thì Minh á, tính của Minh nó ngộ lắm, mình để nó vậy đó, nó thành cái cây này. Nhưng mà các bạn biết không, mình sẽ để vậy nè, nó ủ là thành phân cho mình. Cho nên với Minh á, mình không có sợ cỏ các bạn. Đối với mình không có sợ cỏ, tại vì cỏ nó cũng có tác dụng của cỏ đó. Như mình làm cỏ, mình cắt cỏ các bạn, mình để lên đây nè, nó che mát cho cái gốc cây. Thì cỏ nó ăn đất ăn phân thiệt, nhưng mà thật sự nó cũng không ăn bao nhiêu. Rồi mình lại ủ nó lại, cái thời mình có một mớ phân chuồng tốt luôn, phân xanh chứ, phân xanh. Cỏ là phân xanh, còn phân gà mới là phân chuồng đó các bạn ơi. Mê không? Bây giờ các bạn vô coi xà lách của mình nha. Xà lách của mình đẹp lắm á, mình trồng không ăn kịp luôn. Mình rủ các bạn đi coi xà lách, đi coi nè, xà lách của mình nè, các bạn thấy đẹp không, cưng không đó. Nó đẹp vậy đó các bạn, ăn không có kịp luôn á các bạn ơi. Mà Minh vừa nhổ vừa cho vừa đùm lum hết luôn. Còn bên đây là kiệu của Minh nè, sắp tới thu hoạch rồi nè các bạn nè. Minh đang định làm đất để trồng kiệu lại nè, mà Minh chưa có rảnh nữa. Rồi Minh chưa có thu hoạch hành nữa. Hành cũ của Minh nó bắt đầu nó héo rồi nè các bạn nè, thu hoạch được rồi nè. Cây lá gai của Minh nó cũng già rồi nè, Minh cũng chưa có thu hoạch nè. Rồi hành này là mình bữa hổm mình thu hoạch bông á các bạn. Ê, coi kìa, quá. Mình thu hoạch bông á các bạn, nay nó lượt lên vậy nè, mà mình chưa tưới phân cá luôn á các bạn, tin không? Đây nè. Mình chưa có tưới phân cá luôn á các bạn. Mình chỉ có tưới nước thôi đó. Cái rau sam này nó mọc, nó bay hạt, nó mọc tùm lum hết, cho nên từ lúc nó còn nhỏ đó, mình nên nhổ nó đi các bạn. Đừng để nó già. Nó già nó bay hạt dữ lắm luôn á. Nó mọc dữ lắm luôn á, nó mọc ở trong, nó kêu bằng nó ít, cần ít đất lắm các bạn, chút xíu nó cũng mọc nữa, cho nên là có mình nhổ đi. Còn kiệu của mình hôm nay á là nó vàng rồi nè các bạn, này thu hoạch được rồi nè. Để coi bụi kiệu này mình trồng từ một tép nè, các bạn mà coi video của mình thì biết mình trồng từ một tép đó. Mà bây giờ được nhiêu, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tép rồi nè các bạn nè. Nhưng mà mình nghĩ là nó còn hơn nữa đó. Rồi xà lách đó nè các bạn, coi nè, ở trong này nè, wow, cái bụi kiệu nè. Ô, bụi này nó nở mới ghê nè các bạn, coi nè, quá chừng luôn đó. Các bạn chờ nha, chờ mình thu hoạch cho các bạn xem. Ồ, đây nữa nè, wow, nó già lắm rồi các bạn, nó nằm nó ngã xuống rồi. Mình thấy nó có bông, mà không biết bông ở đâu rồi, không biết nữa, để mình cho các bạn coi. Bông kiệu của mình nó mọc, nó có bông, nhưng mà không biết nó rụng, nó tàn đâu mất rồi, không thấy. Trời ơi, sao đạp lên ra muốn của Úc Minh vậy? Tỏi của mình nè các bạn cũng thu hoạch được rồi nè. Đây, bông hẹ đây các bạn. Các bạn thấy bông hẹ không? Đây, hẹ này mình sẽ nhổ bỏ, mình không trồng đâu các bạn. Tại vì hẹ này á, ăn nó không có ngọt. Mình không có thì mình ăn đỡ đi, nhưng mà có mình có giống hẹ kia rồi á, thì mình biết rằng hẹ này ăn không có ngọt. Rồi chị bạn chỉ nói nhổ đi em, ăn nó không có ngọt ha. Cho nên là mình sẽ bỏ giống kiểu giống hẹ này. Nhưng mà mình thấy cái bông nó đẹp quá à các bạn ơi. Cái bông hẹ các bạn biết không, có tác dụng á, là trị đau lưng. 100g hẹ ha, các bạn chia làm 5 lần. Mỗi lần các bạn nấu cháo, thì nấu cháo trắng thì thôi, ăn nó rất là trị đau lưng rất hiệu quả. Coi nó đi vòng vòng security cho mình, nó đạp luôn rau của mình kìa các bạn coi kìa. Đó, còn đây là rau muống nè. Rầu dấu chân nó đạp gãy rau muống của mình này. Rau muống nè các bạn. Rau muống này là rau muống siêu đọt nè các bạn nè, cho nên á là
là cái cây nó đã có đọt từ nhỏ, nó đã lên, nó đã có đọt rồi nè các bạn. Coi này, nó được 2-3 đọt luôn nè, đó. Đó, cây muống siêu đọt. Rồi, đây nữa nè các bạn, bông hẹ của mình nhiều lắm. Và nó đi nè, các bạn coi nó đi, nó đạp lủng lỗ của mình nè. Đó, vậy chứ. Thôi đi vô giùm tôi đi. Tại vì tới hồi thu hoạch rồi nó đạp mình cũng không buồn nữa các bạn. Chứ mà lúc mới trồng mà đạp cái này chắc mình là đánh luôn quá. Rồi, security của mình đó. Nói chứ mình sợ rắn có nó cũng đỡ lắm các bạn. Nó dần dần vậy rắn chạy mất tiêu hết rồi. Đây, bông hẹ của mình đẹp không? Các bạn thấy bông hẹ của mình đẹp không nè? Quá đẹp luôn các bạn ha. Đó, đằng kia là củ su hào bự bự rồi các bạn nè. Đó, đây bông hẹ của mình nè. Cưng quá à. Thích không các bạn? Bông hẹ đẹp quá ha các bạn ha. Mình cũng không ngờ nó đẹp dữ vậy luôn á. Ở mình chia sẻ cái vườn rau của mình vậy đó các bạn. Ôi, chưa kể đằng kia có bông bí vàng vàng nữa chứ. Ở đây mắt mình thấy rồi, các bạn không thấy đâu. Đằng kia bông bí nó vàng vàng, nhìn đẹp quá à, các bạn. Vườn rau của mình hôm nay có thể nói là đẹp. Tại vì vài bữa mình thu hoạch nó trợi trơn, nó không còn gì để mà khoe các bạn hết á. Cảm ơn các bạn đã đến cái kênh của mình. Nhớ subscribe kênh của mình nha, để mình chia sẻ cuộc sống hàng ngày với các bạn. Đây nè, hôm qua là mình cắt cái mấy cái cây blackberry nó tiêu tủa vô trong hái á. Còn đây nè các bạn nè. Đó, rau muống của mình nè, hái được rồi nè các bạn nè. Mình đang đợi cô mình qua mình hái cho cô mình ăn nè. Đó. Rồi đây nè các bạn, mình chưa có bỏ đất vô để mình nhân giống rau muống nữa nè. Rồi đậu hòa lan của mình nè, các bạn thấy mê không? Thôi tạm biệt các bạn nha, mình nhiều chuyện quá rồi, nói giờ chưa xong nữa. Cái gì rau dền mình rửa xong rồi nè các bạn, thấy ngon không các bạn? Đó, sạch sẽ luôn á các bạn ơi. Cứ như là chỉ có mình trồng mình mới được ăn cái cảm giác ngon vậy ha các bạn ha. Rau sạch organic luôn á các bạn. Bây giờ mình để bớt nước rồi mình bỏ tủ lạnh, mình để dành mình ăn á các bạn. Các bạn thấy mê không? Quá chừng nhiều luôn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video sau nha.